Vũ ơi, xin chào bà con cô bác đã trở lại clip này của em. Hôm nay thì em có một cái combo của chiếc xe Game 125 mới rớt xe. Đó là cặp bánh Madam Kiến Hậu gấp cặp te và phục trước phục sau. Hàng cặp nha bà con cô bác ha. Ốc thì có 62 chi tiết à. Đẹp lung linh. Xe này nhìn cái vỏ đi vỏ lắm nha, chừng không tới 200 cây số luôn. Gai ở trước còn nhiều lắm. Trung nguyên combo này nha các bác ha. Nè, nếu mà đi quá 200 cây thì ra giữa này không còn đâu. Đó, nếu mà ra giữa là đi nhiều là cái ra giữa này là không bao giờ còn. Nè, mấy anh nào có xài xe này mình biết ha. Ở trên chảnh làm như là người ta không có lăn nhựa, chứ dính đá không à. Chảnh làm như là đường đá không, đổ đá cho bụi mịt mù chơi. Gâu giữa vẫn còn vài cổng chơi nè. À, xe này còn gâu giữa, nói chung là đi rất là ít nha các bác nha. Gâu nè, đây nữa nè. Còn bánh trước thì còn nhiều hơn, còn bánh sau lúc nào nó cũng phải hao mòn nhiều hơn cái bánh trước. Cặp Madam rất là cọp luôn ha, cặp Kiến Hậu rất là VIP luôn. Rồi các bác nào có nhu cầu sử dụng cho phu chờ 2 và phu chờ em, một cặp Kiến Game 125 này vô xe là đẹp can xà bang. Rồi cặp Kiến này là phải nói là ok luôn. Thì em bán với giá là 400.000, chưa có cái phí ship nha cô bác ha. Cái hàng ghim trên xe rớt xuống á thì nó sẽ có cái này kia bằng cái nút mà hãng đã quẹt cái bút lông á. Quá trời nắng à. Rồi đây là cái mã của Kiến Game 125. Đây. Cái mã của nó Việt Nam mình không có kiến này nha cô bác ha. Là AMBAS. Nó đọc lắm. Mà đọc. Còn kiến ghim của nó ở trong này nó có cái súp đệm nha các bác ha, nhìn vô là nó mướp đó. Nè mướp lên, kêu bằng cái súp đệm cho nó chấm rung lắc á. Đây là dòng kiến VIP của Thái Lan, dành cho cái dòng xe YI và xe Rim 125, kiến gồng dài, bà con cô bác gắn lên. Phu 2 và phu Chanel, bao bền, bao đẹp khỏi bàn, kiến chân 10 ly, rất là cứng chắc. Hàng độc Việt Nam mình không có đâu. Rồi cặp kiến này cho qua 400.000 cộng thêm cái phí ship thì địa phương xa gần mà cô bác có thể ở trong tỉnh á, thì 18.000, ở ngoài tỉnh thì có thể là 30 mấy ngàn cô bác ha. Tại cái này em sẽ quán lại, em vô thùng rồi người ta căn ký người ta mới tính tiền. Bà con cô bác mua hàng bên em chỉ việc cho địa chỉ số điện thoại thì em sẽ ship về tới nhà cho cô bác nha. Mấy cái đàn nhỏ tiền này thì không cần đặt cọc luôn, cái nào lớn tiền mới cần cái tiền cọc của cô bác. Rồi tiếp theo là hai cái má đùm và cặp bánh này đây. Thì má đùm là nè, thấy không, rất là cọp luôn, hoàn toàn là em không có chùi cái nụ lao luôn ha, đất còn chưa có xử lý chùi nữa nè, rất là can đó. Rồi thằng này vô đây gì, đó đây, còn dính đất dính phèn luôn nè, ok luôn ha, rất là đẹp. Này là dính nhớt, không có bồi chày, không muối luôn nha. Rồi cái miếng này rất là can. À, bố thắng còn dính phèn chắc vàng cả bố thắng luôn nè, quá ok. Rồi thằng này vô đây. Rồi bánh này thì bà con cô bác nó biết á thì nó sẽ sử dụng cho dòng quay và ghim quay thắng đầm và rim, thì nó sẽ vô và chúng ta chỉ thọt cốt ngang mà chạy thôi, chúng ta không có làm cái việc gì nữa hết trơn á. Thì đây là công đầm nền ghim trên xe rớt xuống thì cái này hàng đẹp VIP thì có cái giá là 4.500.000 nha cô bác ha. Cái này em bán một giá một từ ấy giờ. Made in Thái Lan cô bác ha. IGC của Thái Lan đây. Vỏ ghim có cái chữ O tròn màu vàng. Đây, Made in Thái Lan ha, 70/100. Lỗ sau đây ha. Căm đùm nền dành đồ này kia là mới, là hầu như là 99% nha cô bác nha. Cái vỏ, cặp vỏ này bao với cô bác chạy là 30.000 cây, nếu mình chở người á là 30.000 cây mới hư. Rồi quá trời nắng à. Giờ qua bên đây là mà còn một cặp gác chân nhôm. Gác chân nhôm trên xe này luôn nè, nhưng mà sao mà nó dính ba cái gì nước mắm nước màu vậy đó, tùm lum vậy. Đây này cô bác ha, nó dính như tùm lum như nè. Nước nhôm còn rất là sáng luôn á. Nhưng mà nó dính, nó có chạy đang miếng nữa nè. Rồi em bán nhanh gọn lại cho cô bà con cô bác ha, đất đài 22 đây. Nhanh gọn lại cho cô bác dễ tiêu dùng.
Đó. Hàng thì mới nhưng mà nó bị quằn quện á. Cái này ví dụ xe mình bị gãy bị gì đó thì mình thay vô. Thứ nhất là nó vô dòng xe là full chờ neo. Neo thì từ neo FI rồi tới đến neo kim là vừa hết full ít. Đó. Vừa hết. Full chờ 2 vừa luôn. Và cái dòng xe khác nữa là mới đây có anh em ta gắn lên chiếc GS. GS 100 với GS kích xanh là vừa luôn á. GS 100 á, vừa luôn không chết. Thì cái này quằn quện rất là nhiều thì em bán nhanh gọn lẹ cho bà con cô bác nào nhanh tay, nó đắt dính nè, còn chưa rửa nè nha ha. Rồi. 800.000. 800.000 cho cái cặp gắt chân nhôm này. Trời trời cái này ai chà vậy trời. Ai chà chà gì này nè. Này này sụp sụp nè. Ô cái này giờ đây em còn không rửa nè, cái này tao làm sẵn các bác ha. Đắt mà em còn không rửa nữa, em đâu có thời gian đâu. Quay trời nắng chang chang vậy nè, còn ship hàng tùm lum chứ á, nhiều việc lắm. Nó còn dính đất này, em còn không rửa nè, em đâu có chào cái vụ này đâu. Rồi 800.000 bà con cô bác muốn nhanh tay mình chốt đơn. Nói cặp thun này thôi tháo ra bán cho 200.000 là có người ta mua liền á. Rồi. Rồi xe qua bên đây thì em đưa lên một cặp phục trước của Gim 125 thì bà con cô bác gắn vô. Ví dụ mình mua nguyên cái combo này mình gắn vô chiếc xe Super Gim á thì nó sẽ vừa luôn á. Gấp cặp te này vô là Super Gim vừa luôn, không chế không cần kim lông đền. Cái phục trước với bánh này vô Super Gim là vừa luôn nha. Rồi cái phần bỏ ốc này chút xíu em sẽ quay phần bỏ ốc cho cô bác coi. Phục trước này cái xe này thì vô địch rồi, nó nói chung là nó như mới như trong hãng nó không còn gì để tả nữa, nó mới nè. Không có quýt chạy nào cho HK BW Gim 125. Hãm bán cho anh kia cái anh đem lại thở nó phục này phục Trung Quốc. Đất đời 2022 nha bà con các bác ha. Nhúng bao bền khỏi bàn luôn, cái độ nhúng rất là êm, dẻo. Sơn bạc rất là keng, keng xuất sắc luôn á, xe đi trăm mấy chục cây mà keng dữ dằn luôn á. Đây đất 22 đây các bác ha, cặp phục này bán cái giá là 1.800.000. Bà con cô bác nào có nhu cầu sử dụng xe là dọn xe rồi alo em. Cặp này 1.800.000 nha, khá là keng không mà quá trời nha. Xuất sắc luôn, sơn bạc là xuất sắc luôn đó. Rồi tiếp theo là một cặp cặt te của Rim 125 đây. Thì nó là chiếu sáng luôn. Nó lỗi duy nhất là bằng một hộp tiêu, nhỏ hộp tiêu đó. Đây là lỗi duy nhất là nó vận chuyển về nó cắn chỗ này thôi, duy nhất ở chỗ này thôi. Còn như là hoàn hảo hết. Nước sơn bạc chiếu sáng ha. Sơn bạc đẹp lắm. Cặt te Gim 125 bao bền khỏi bàn, vô Super Gim tuyệt vời. Còn bà con cô bác vô cái dòng quay nhỏ, quay 110 và quay pha lốc trắng lốc đen rất ít á thì bà con cô bác phải chim lông đền với cái phần gấp nha. Gấp và cặt te nó sẽ đi chung, nếu cô bác mua riêng dài em sợ hoặc cái phần mà gắn vô cái lỗ này vô cặt te nó không có vừa. Gấp cặt te chúng ta phải mua chung một bộ. Đây nè, coi cái thùng này, thùng đỡ nè. Cái thùng đỡ nó mới như vậy luôn nè, mới rung mình ha. Đó, thùng đỡ đó, rất là keng. Còn cái phần gấp rồi nè, nó không có chạy chỗ sức mẻ cho nghe quá ha. Chỗ này dính nhớt, nhớt, nhớt. Đẹp keng vậy nè. Đúng không? Cái này chúng ta xài khoảng 15 năm mới hơi. Nó đỉnh đến mức độ đó đó. Gấp vuông, rất là đẹp. Vô Super Gim thì hết bài. Nè mấy cái này là chưa có dấu tăng sơn như vậy, nó chưa có chốc nước sơn ha. Ngon lành. Đó. Quá êm. Rồi gấp cặt te này mà 1.700.000 nha các bác ha. Cái bộ gấp với cặt te này bán chung là 1.700.000. Cặp phột này là 1.800.000. Rồi còn cặp phột này là phột sau của Gim 125 cũng trên chung một cái combo xe này rất ra. Đất đời nó 2022 nằm đây nha các bác nha. Đó 22S ngoài sau đuôi đó chữ đen á. Thấy không? Thì chúng ta coi từ cái phần người, mọc người thì bút lông hãng vẹt vẫn còn nha. Ngon lành. Không chạy là vỏ đen luôn. Xe qua hai người cũng mềm ru. Đó. Từ phần trên acro ở trên là 7 màu keng xe quen. Đó. Quá êm. Thì xuống bên dưới tới cái phần mà ống si hoàn toàn không có đổ một cọng lông chuột nào, có cây bên phải tới cây bên trái cũng không có đổ một cọng lông chuột luôn. Rồi tới phần cối. Phần cối do vận chuyển hồi nãy khui ra là cái gấp nó cắn chỗ này nè. Nó hung nhau chỗ này rồi.
quá trời nó mới luôn ha các bác ha. Chiếu sáng trong lòng này còn cái dính cái hơi đất chưa trời. Còn cây bên đây thì khỏi bàn luôn, quá can. Nè dưới cái ánh nắng nè, trời ơi nắng quá trời nắng nè. Nè nó chày chỗ này nè. Rồi chày chỗ này thì khuyết điểm chỗ này thì em bán với cho cô bác là 1,7 triệu nha các bác ha. Rồi cô bác nào tranh thủ ví dụ mình thích phụ kim 125 thì mình mua cặp này và mình sử dụng chơi. Nói chung là bao hành khó bàn. Cái phần cối này em bao với cô bác luôn là bảo hành cô bác là 5 năm phần cối này không bao giờ dập nổ nha. Không bao giờ dập nổ phần cối này, bảo hành 5 năm luôn. Về hàng ghim trên xe gót xuống nó có chữ B các bác ha. Nếu mà cái hàng mới á thì nó có chữ O không, không có chữ B phở. Rồi cặp phuộc này cho qua, tiếp theo là còn vỏ ốc đó là kết thúc clip này. Rồi bà con các bác nào coi nhóm cái đợt nào cái gì thì mình mua ủng hộ giùm tụi em xin cảm ơn ha. Tiếp theo là bộ ốc kim 125 và một cái cùi dĩa. Cùi dĩa này gớt xe này đó, can xe ben xuất sắc tuyệt vời mặt trời 500 ngàn. Cái này là cái khâu, cái này là cái ống chỉ. Rồi hai thằng này phải đi chung mới được, để chúng ta bây giờ nó không có là mua hơi mệt cho mình á. Cái này nó sẽ có cái bậc đạn dĩa ở đây. Cùi dĩa kim 125 người ta thích nhất là cái bậc đạn dĩa này. Thì bà con cô bác có thể mua cùi dĩa kim 125 này gắn vô tất cả các dòng xe được. Nè em thí dụ, thí dụ là quanh pha lốc trắng lốc đen 110 với ít pha cộng gì đó. Rồi full 1, full 2, full neo, full ít, full mập, full led, quay y. Nó là nó sẽ vô được. Nhưng mà với cái điều kiện chúng ta phải đi cái bộ nhông sinh dĩa. Đổi cái bộ nhông sinh dĩa cái lỗ lớn nào không. Còn mang nhá, cái loại quay ghim là lỗ nhỏ. Thì vậy thôi, thì đổi nhông sinh dĩa khác thôi. Vậy đâu, thí dụ quay ghim thì mua một GS14-36. Cảo ra bớt 6 mắt. Rồi đưa vô lụm lúa thôi. Rồi tiếp theo là cái phần ốc này đây, thì trên xe này nó rớt xuống nó không có ốc máy và nó không có ốc áo. Ốc áo người ta sẽ bán chung cái ốc ma ốc áo. Rồi sẽ bán chung với áo. Ốc máy người ta đã gã máy ra, thì tụi em mua máy và tụi em bán đó, nó không có cái phần ốc máy. Nó chỉ có ốc dàn chân, thấy không? Ốc dàn chân bao gồm cốt trước, cốt sau, tán trước, tán sau, đó. Đây, hàng rất là can cạp xuất sắc tuyệt vời luôn, khỏi chơi. Cái này là hoàn toàn em chưa có rửa nước lạnh nha. Ở đây mưa không nè, rất là can cái này hơi dính đất nha. Nè nó mới gì nè mà nó vàng vàng, nó đã lắm. Còn cái can đủ thắng nó mới mà nó vàng 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 nè, không phải đồ Việt Nam mình, nó trắng tát nó kỳ lắm á. Nó hiện đầu thấy nó vàng vàng, nó ngộ lắm, nó lạ lắm nè. Nó trắng trắng nó vàng vàng, nhìn vậy nó mới áp phê. Hai bát tăng sên nè, mới gì nè, trời ơi trời đất không. Rồi em đã đếm rồi, một món như vậy là tính một chi tiết, một món nhỏ cũng là một chi tiết, đếm gọi là 62 chi tiết nha các bác nha. Hai ốc phuộc, nó chỉ có nói chung là ốc dàn chân thôi, không có nhiều đâu. Quan trọng là đồ rin, đồ đẹp cọp cho các bác xài. Hai cái tán trước nè, càng. Rồi 1,1 triệu các bác ha, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè. 12 nè, 14 nè, 16, 18 nè, 20 nè, 21 nè, 24 nè, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 với 3 là 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ủa sao combo 61 chi tiết cho An Giang hết chi tiết rồi. Nói chung là 960 chi tiết cho cô bác đây ha. Còn một chiếc mốt cô bác ơi. Rất là mới. Xe rất là cọp luôn. Tại những cái xe mà gớt máy xuống tụi em lấy máy là ốc nó không có nhiều đâu. Ba con ốc cực tre nó mới gì nè trời. Đúng mình. Rồi hàng cọp thì cô bác nào chơi thì hú em ha. Cô bác nào dọn xe thì hú em. Nói gì chơi kỳ quá. Mỹ xứ. Quá khứ rồi, nè đồ nó mới nè. Thấy không, coi đi đó. Quan trọng là mình quan sát thấy chất lượng như thế nào. Cái này sẵn sàng em ship code cho cô bác nha. Chỉ mấy cái đồ lấn tiền trên 3 triệu em mới lấy cọc thôi. Gần gần trong miền Tây thì dưới 3 triệu khỏi cần lấy cọc luôn.
có xa ra tới miền Bắc thì xa quá, tiền ship nó hơi nhiều, phải lấy cọc. Đó, rồi đã đặt nữa lên. Rất là ok nha bà con cô bác nha. Rất là kèn. Một con là đáng một con. Thấy không? Một con là đáng một con. Rồi Vũ thân chào bà con cô bác, chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Và hẹn gặp lại các bác nha. Xin chào.